Vì thiên dân đạo sư A Di Đà Phật Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Thiên Dân Đạo Sư A Di Đà Phật Nam Mô 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 A Di Đà Phật Di Đà Phật Nam Mô A 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 Di Đà Phật Di Đà Phật Nam Mô A Di Đà Phật Nam Mô A Di Đà Phật Mô A Di Đà Phật Nam 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 Mô A Di Đà Phật Di Đà Phật Nam Mô A 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 Di Đà Phật Chào anh Dương nữa. Nam Mô A Di Đà Phật 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 Di Đà Phật Nam Mô A 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 Di Đà Phật Mô A Di Đà Phật Nam 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 Mô A Di Chúng Bồ Tát Nam Mô Thanh Định Đại Chúng Bồ Tát Nam Mô Thanh Định Đại Gia đình truyền pháp văn thất giả đình Phật chủ thế bất gia thông kinh Phật tâm kiều đàng toàn chúng sinh tham gia phổ giai hội hướng Phục nguyện Na Tam Bảo chứng minh ngoài hận hồ hiền Bồ Tát Thanh Tăng Phạm Vương Đế Thích Trung Thiên Long Từ Bi Gia Hộ Nhớ tâm cầu nguyện Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Thiên Dân Đạo Sư A Di Đà Phật Tiếp Chân Minh Sinh Về Tây Phương Lạc Quốc Muôn trong tam bảo phổ trì vạn linh gia hộ đệ tử chúng đăng nhất tâm trì niệm hồng danh chư Phật kệ chú lời kinh thiên kệ Tổ ngộ từ tâm nguyện cầu siêu chân linh ở tâm chân linh cụ bà cố Phật tử Nguyễn Thị Đào niên sinh 1949 tạ thế ngày 15 tháng 4 tức ngày 25 tháng 2 nhuận quốc lâm quý mão
chân linh hưởng thọ kỳ di tất tập vũ tuệ tức bể năm tuổi nguyện chân linh lục dục sớm tan không coi nhân gian sinh tử xa địa nơi an lạc khóa sinh tự tại ao thất bào thành thơi tâm mát đại kiều liên nhẹ gót tiêu giao quan âm thế chỉ kết đồng hàng bồ tát thánh tăng đà bạc nữ thần tức chân linh hằng vui nơi cõi tịnh độ nghiệp duyên trần không vướng mảy may trên đài sen chín phẩm nở hoa nguyện chư phật phong hào quang thụ kê người trong Đức Di Đà giáo chủ dùng tràng phán tiếp độ chân linh địa tạng đại sư giơ tích trượng khai quang đường tối ngài quan âm nhủ lòng từ mẫn đưa chân linh tới cõi chân như được tề trí ra sức biện tài dẫn chân linh về nơi giải thoát chốn cực là quê hương muôn thuở rồi bước thang mây canh trần gian giả tạm chân linh nhất tâm cầu sinh về Tây Phương là quốc Nam Mô Tây Phương cực lạc thế giới đại từ